Vâng, em xin chào mừng các anh tiếp tục trở lại với kênh của Nguyễn Vũ Audio. Đấy. Và hôm nay thì là em xin phép đưa lên đây cho các bác là hai đôi loa của Onkyo. Đấy, dòng loa có phân tần dạng bảng mạch, để là các bác về ai đang thích những cái loại loa mà nó có phân tần kiểu dạng bảng mạch hoặc là các cái linh kiện nó nhiều nhiều thì là các bác dùng những cái con này các bác nghe nhạc cho nó sướng nhá. Thực ra thì là loa nào nó cũng phân tần. Bất cứ một cái loa nào nó cũng sẽ có phân tần. Đấy. Tuy nhiên thì là cái phân tần của nó là dạng đơn giản hay là dạng có nhiều các linh kiện cấu thành ấy, mà hay không mà thôi. Đấy. Ví dụ như một số các cái dòng loa của X7 chẳng hạn hay là X7A chẳng hạn thì nó là những cái dòng loa mà phân tần của nó là những dạng phân tần đơn giản, nó chỉ có một cái dây nó đưa thẳng từ tín hiệu từ từ cái kẹp loa nó đưa thẳng xuống bát. Đấy. Và từ bát nó có một cái dây nó nối lên trên tép. Đấy. Và trên cái dây này nó sẽ có thêm một cái con tụ nhỏ nhỏ để nó làm nhiệm vụ là tách các cái giải bát và giải trung ra, thì nó đưa chủ yếu là giải tép lên trên loa tép thôi. Đấy. Thì đấy là những cái con phân tần có dạng đơn giản. Còn những cái con như V17 này hay là 032A này thì nó sẽ làm linh kiện nó chi tiết hơn, nó khủng hơn. Đấy. Khủng hơn ở chỗ là gì? Cái công suất sau khi được tín hiệu của cái công suất ấy, khi đưa vào trong cái kẹp loa này, nó sẽ tiếp tục đưa vào một cái phân tần. Đấy. Và cái bảng trên cái phân tần này nó sẽ có là có cuộn cảm này, có tụ này, có trở này. Đấy. Và nó qua một loạt các cái linh kiện đó, sau đó nó mới được đưa xuống bát, đưa lên tép. Đấy. Thì nó sẽ giúp cho âm thanh nghe nó rõ ràng hơn, chi tiết hơn và tái tạo tốt hơn. Đấy. Thì đấy là những cái con V7 và con 032A này thì nó sẽ có những phân tần như vậy, thì nó sẽ chi tiết hơn, linh kiện nó làm nhiều hơn thì nó sẽ chi tiết hơn và nói chung linh kiện nó khủng hơn. Đấy, thì đây là hai cái cặp loa mà nó có những cái phân tần như thế để đáp ứng những bác nào cần phân tần nó khủng hơn nhá. Đấy. Thì ở bên đây là em có hai đôi loa, em sẽ đo kích thước cũng như là báo các cái thông số của loa để cho các bác chúng ta lựa chọn sao cho phù hợp nhé. Và em sẽ quay luôn xung quanh để cho các bác xem luôn là cái ngoại hình của hoa bên ngoài là như thế nào. Đấy. Được chưa? Đấy thì là bây giờ em sẽ đi vào chi tiết từng loa này. Đấy. Đầu tiên là đôi loa 032A nhé. 032A. Đấy. Đấy. Đôi này nó về thì là vẫn đầy đủ ế căng này các anh này. Đầy đủ ế căng hết nhé. Đầy đủ ế căng. Đó. Đầy đủ ế căng và loa thì là đây. Nó có chiều ngang là 15 cm. Các anh cho em một tí nhé, em nghe cái điện thoại một chút. Ok đây. Em vừa nghe cuộc điện thoại của khách đặt mấy cái đồ xong. Mình đến đâu rồi nhỉ? À, đến đo kích thước nhé. Thì chả biết đo đến đâu thì đo từ đại đến đầu đi. Con này có chiều ngang là 15, sâu 23, đấy. Cao 26 cm. Đấy, đường kính loa bát nếu đo hết viền bên ngoài là 13.5. Đấy, còn nếu đo theo vành bên trong của nó là 10.5. Loa sử dụng là một bát màng giấy gân cao su, một chép đom như các bác nhé. Đấy, nên là tiếng của nó nghe sẽ rất là tiếng chép nó rất là mịn. Đấy, và cái bát của nó này nó đưa ra cái giải âm khá là sâu lắng. Đấy, và bát rất là mềm vì nó được xử lý qua phân tần mà, nên nó sẽ bát nó sẽ mềm hơn và sâu lắng hơn nhé. Đây còn ngoại hình của loa đây. Loa này thì có maximum power là 70W và impedance tức là trở kháng 5 ohm. Hàng sản xuất tại Malaysia nhé. Nhưng là nhà máy của Onkyo đặt tại Malaysia. Được chưa? Loa có một cái mặt là nhựa màu đen rất đẹp như này. Rất nhiều bác thích cái kiểu như thế này, nhìn nó có một cái gì, có một cái điểm nhấn nó khác so với cả cái loại mà như thế này. Đấy. Tất nhiên là sẽ có người thích kiểu này, có người thích kiểu kia nhá. Thì giống như kiểu một người thích mình lấy vợ cũng thế thôi. Mình thì thích những cô nào nhìn nó mặt tròn trịa phúc hậu, có người thì thích những cô nào mặt sắc sảo một tí, đúng không? Thì đấy là do mỗi người có một cái cảm nhận về cái đẹp khác nhau thôi. Đấy. Thì tùy các anh thấy cái nào đẹp các anh đấy, đúng không? Đây con 032A bên tay trái đây nhá.
trước còn hoa đây. Ở đây nói chung là hàng bãi thì nó đôi khi nó không tránh được một vài bên xước sát nhá. Nó sẽ có, nó không tránh được 100% được các bác ạ. Đấy. Thì đây là đôi 032A này. Đôi này thì có phân tần ở bên trong luôn này. Đây để em tháo cái tép này ra cho các bác xem. Đấy. Cái phân tần ở bên trong nhé. Còn đâu là cái bát này bây giờ mà tháo ra thì lại phải nột cả cái này, em lại phải cậy cả cái này ra, nó rất là phức tạp. Em sẽ bỏ cái tép này ra cho các bác xem phần tần trong nhé. Đây nha. Đấy, các anh nhìn tép của nó làm cũng rất là khủng này. Đây giới thiệu phân tần nhưng mà nhìn cái tép khủng là giới thiệu luôn. Đấy, tép mà từ rất to và từ kép luôn này. Đấy, các anh nhìn nữa. Đấy, phân tần đây nhá. Đấy, phân tần dạng bảng mạch hẳn hoi luôn. Đấy, tín hiệu được đưa qua một cuộn cảm, đưa qua một cái tép, đưa qua một cái con trở, rồi đưa qua một cái tụ tép gì đấy thì mới được đưa ra các cái loa tép và loa bát, nên là nó sẽ tiếng nó sẽ khác hẳn luôn nhé, được chưa? Đấy. Ok nhé. Đấy. Đấy nhá, thì đấy là con 032A này. Đấy, như các anh thấy rồi đấy, phân tần ở bên trong rất là to đúng không? Đấy. Và con này thì nó sẽ có giá là đấy, với những con này thì là hình thức của nó đây, nó nói chung là cũng đẹp nhưng mà chưa phải là đẹp xuất sắc. Đấy, thì em để các bác với giá là 950 nhé. Còn với những con đẹp xuất sắc hơn, đấy, nó hơn tí ở mấy cái vài vết này đấy, thì em sẽ bán với giá là 1.190.000 nhé. Mà con này thôi để 950 cho các bác thôi, các bác ai mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đấy. Đấy, tiếp ở đây là một đôi DV7 này, Onkyo này. Đấy. 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 Đấy nhá, hai cái căng đây, được chưa? À, ok nhá, em nãy có bác khách bác ấy đến, bác ấy lấy ít hàng lấy con được 33 thì con V77 này nhá, thì là đây hàng như các bác thấy ở đây là nó là dòng loa vỏ bằng gỗ MDF này, và bên ngoài được đây được dán một lớp xi đấy, màu vân gỗ rất đẹp như này đấy. Con cua V77 này thì là nó có công suất là mắc của nó là 70W và trở kháng là 6 ohm nhé. Đấy, nhưng mà các bác lưu ý đây là công suất mắc thì không được dùng hết công suất này. Đấy, bởi vì nếu như mà dùng hết công suất này thì nó rất dễ gây cháy loa. Đấy. Rất dễ gây cháy loa, nhưng mà đây là công suất tối đa mà nó chịu đựng được. Cũng giống như kiểu là một cái anh được sĩ anh ấy nâng quả tạ đấy. Anh ấy nâng được mức tạ tối đa là 100 cân đúng không? Nhưng mà anh chỉ nâng được 1 lần 2 lần thôi. Bắt anh ấy nâng mãi thì anh ấy sẽ mỏi tay và anh ấy có thể buông quả tạ đi xuống. Đấy. Còn nếu như mà để anh ấy nâng cái quả tạ 50 cân thì ok, rất là nhẹ nhàng, nhưng chục phát cũng được đúng không? Đấy, thì cái này cũng thế thôi. Đấy, mình dùng ở cái mức trung bình của nó khoảng tầm 50W đến 40-50W là chuẩn nhất. Còn 70W đây thì là công suất tối đa của nó, thì mình cũng nên hạn chế dùng ở mức đấy nhé. Dùng mức đấy dài lâu thì nó có thể gây cháy các cái loa. Mặc dù là trong đây có phân tần nó hạn chế bớt được các cái đấy rồi, nhưng mà mình cũng không nên ấy quá nhé, lạm dụng cái đấy quá, này nó không tốt. Đây, loa thì đẹp. Đây. Đây. Ở đây trên quan điểm là em bán hàng em cũng rất là thật thà với các bác thôi. Đây. Chia sẻ với các bác cái những cái gì em biết em cũng chia sẻ để rõ ràng cho các bác dùng làm sao cho nó tốt các cái loa. Đây. Đây. Hình thức của loa đây nhé. Đây, các anh thấy chưa? Góc cạnh đẹp luôn. Đây, rất đẹp. Quá đẹp luôn nhé. Con này là hàng bãi nhưng mà các anh nhìn nữa, gần như là không có xước sát gì. Đấy, góc cạnh các thứ cũng thế, rất là đẹp. Đấy. Mặt loa cũng thế này. Đấy, loa bằng giấy gân cao su nhá, giấy gân cao su. Chép đom. Kích thước của loa này, con này có chiều ngang 15. Đấy. Chiều sâu của loa là đi 23.5, như vậy là sâu hơn con này cũng ngang nhau. Và chiều cao là 27 thì có cao hơn con này rồi.
nó lại cao hơn. Viền bát của nó là hết viền bên ngoài là 13, đo theo vành bên trong của nó là đi 10,5 cm. Đấy. Loa bằng giấy gân cao su nha các bác. Đấy. Con này là bằng giấy bóng này. Bằng giấy bóng này. Bằng giấy bóng, con này là bằng giấy kiểu dạng sần hơn này. Đấy nhá. Đấy, bằng giấy bóng. Đấy nha, thì đấy là kích thước của loa này. Đấy, còn bây giờ em sẽ mở cái loa này ra cho các bác xem nội thất bên trong của loa nhá. Đây. Các anh nhìn này. Đây. Con này cũng là dòng chép dom từ kép to và rất là dày. Các bạn nhìn thấy không? Đấy, bát của nó này. Bát của con này các bạn nhìn này. Đấy, to vất vả luôn. Đấy nhá. Vất vả luôn nha đây. Phân tần của loa đây. Chất chưa? Đấy, tụ to hơn cái con 032A vừa rồi đúng không? 032A vừa rồi tụ bé hơn, con này tụ to hơn. Đấy, cuộn cảm các thứ nhìn cũng to hơn và cái chở của nó cũng nhìn to hơn. Đấy, cái chở cũng to hơn. Có cái bảng mạch thì nó thu nhỏ lại một chút xíu thôi. Đấy. Ok nhá. Em mẹ đậy vào, em mẹ đóng vào đã. Ok nhá. Đấy thì con V77 này thì đấy thì con V77 này thì này hàng về căng đầy đủ các thứ đấy nhá. Đấy. Thì giá con V77 này nó là đi 1.190.000. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua cái cặp loa V77 này thì hãy liên hệ sớm cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979981682 nhé. Đấy, những cái dòng có phân tần như thế này thì là rất nhiều anh là nó khoái này. Đấy, về là thứ nhất là mình thích thì mình có thể là dùng luôn. Hai là đôi khi các anh nó còn chơi theo cái kiểu lấy bộ ruột để các anh ấy độ sang một cái loa khác, xong rồi anh ấy lại lấy cái loa khác anh ấy lắp vào đây nữa cơ. Đấy, nói chung là về các bác đấy, nhiều các bác là về còn nghịch chế làm cách là lấy cái loa này, lấy cái loa bát lắp sang loa khác, xong đấy cái bát ô tô lắp vào đây để nghe nhạc cho nó phê nữa cơ. Đấy. Thế nhưng mà đấy thì là một số nhỏ thôi, còn phần lớn là về là dùng luôn thôi. Chứ ai đâu phải ai cũng có thời gian để mà ngồi nghịch phá như thế đâu đúng không ạ? Đấy, thì hầu hết là mọi người sẽ là nghe luôn, dùng nghe luôn. Đấy, nghe có thể là ghép vào loa trợ lời, ghép vào thêm một cái cặp loa to để làm cái loa lời cho cái dàn nhạc, bởi vì là các cái thường xuyên là các bác hay ngày xưa các bác nghe nhạc là các bác hay theo cái kiểu là nghe cái bát nhiều. Hầu hết mọi người nhé, có một cái sai lầm lớn là khi mà mình lần đầu chơi nhạc mình sẽ nghe bát nó phải thật khỏe, phải thật khủng và không để ý đến cái giải trung âm và giải tép. Đấy. Và đến khi mà nghe một thời gian sau các bác thể nghiệm ra một điều là cái này nghe bát nó nhiều quá, nó dư nhiều quá, nó ủ và nó mệt, nghe rất là mệt. Đến lúc này muốn sửa chữa nó cả một vấn đề, bởi vì không thể nào mà bây giờ bỏ cái loa đấy đi để mua một đôi loa khác về thì nó quá tốn tiền. Đấy. Thì có một cái giải pháp cho các bác, đây là các bác kép những cái loa này vào để làm tăng để lời lên đó. Thì cái giải lời của bọn này nó rất tốt, nó nghe rất là sáng và rõ tiếng. Đấy, giải chép rất là mịn. Đấy, nên là khi kết hợp thêm với cả cái con loa mà nó có cái bát tốt thì nó tạo nên một cái bộ dàn âm thanh nghe rất là hay. Đấy, hiệu ứng thanh rất tốt, tiếng nó dày hẳn lên, tiếng trung dày hẳn lên, tiếng bát nó cũng rất đủ và tiếng chép nó rất là bay bổng. Đấy thì đấy là một cái gợi ý về cái cách mình dùng cái đôi loa V7 này nữa, cũng như đôi 032A này. Đấy. Ngoài ra thì là nhiều anh sẽ dùng những cái đôi loa này để treo lên các cái góc của các quán cà phê để các anh ấy phát nhạc cho khách nghe nhạc. Đấy. Hoặc là mình nghe trong phòng ngủ nhỏ, ghép với các công suất mini mình có sẵn ở nhà. Đấy, rất nhiều các công dụng khác nhau để ghép với cái đôi loa này. Đấy thì các bác nào ai đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Đôi này là đôi này 1.2 triệu và đôi này 950. Đấy, ok. Em xin kết thúc video ở đây và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.